À, xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục xử lý cái đơn hàng này. Đơn hàng này là đơn hàng 60 các bạn, rất là đẹp. Và ở đây là gần 75 cái các bạn. Đấy, hàng rất là đẹp các bạn. Giờ bắt đầu mình xử lý đây các bạn. Đấy, khi đây là xử lý bước 1 các bạn, để cho nó hết cái sơ để cho nó đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Khi đã hết sơ rồi thì nó sẽ đẹp như thế này các bạn. Đó. Thấy không? Nó rất đẹp các bạn. Đấy. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Nó hết sơ lươn nó dễ vào các bạn. Rất là đẹp. Hom lươn này là hom lươn chuẩn đấy các bạn. Hom lươn kiểu nhà nghề mới đan được như thế này các bạn. Đấy. Nói chung là đang được cái hôm ra cái sản phẩm này cùng mồ hôi nước mắt các bạn. Đấy. Đấy. Còn mồi lươn các bạn thì các bạn vẫn run là chủ yếu các bạn. Cái hôm lươn mà mình gửi cho các bạn đầu tiên á, là các bạn phải thả đầu tiên là phải run nha các bạn. Run với trứng gà hai món đó thôi, sau rồi mình thể dùng loại khác. Các bạn bôi đây này, bôi ít ít đây cho nó ướt đoạn này, sau đó các bạn đẩy ra sau này. Các bạn có thể xúc thế này được này. Đấy, làm cái gì thì tùy các bạn, miễn sao mà cái giun nó ở phía trong nhiều nhiều thì là được. Đấy. Đấy, các bạn thấy không, rất là đẹp. Đấy. Đấy, hôm đưa nó rất đẹp các bạn, cái nào giống cái nào các bạn, đan kỹ thuật. Đấy. Ai có nhu cầu thì cứ nhắn tin với mình nhé. Có số điện thoại ấy, rồi hoặc là mình có thể gọi điện tư vấn, hoặc là gọi điện hỏi môi miệng cắt thả như thế nào được cả. Xin chào các bạn nha. Giờ mình phải cầm hai tay làm cho